Hello, xin chào anh em, chào mừng thằng mình. Đấy, ghê chưa? Bởi vì nội dung của video của chúng ta ngày hôm nay đó là sẽ nói Full Life Dior Homer. Mình sẽ đánh giá rất là nhanh từng mùi hương một và dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình thì chai nước hoa nào là nên mua và chai nước hoa nào là không cần thiết. Dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình. Còn lại thì tùy, tất nhiên là tùy mỗi người một quan điểm đó. Và nếu như có thể thì mình rất là hy vọng các anh em hãy click ở phần mô tả bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là review nhanh Full Life Dior Homer. Ok, let's go. Ok, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đây đó là Dior Homer. Chai nước hoa có thể gọi là huyền thoại, ít nhất là đối với quan điểm cá nhân của mình, với cái mùi hương kết hợp của iris, của cacao tạo nên cái mùi hương rất là linh hoạt, rất là nam tính. Nó có thể sử dụng gần như trong mọi trường hợp, đặc biệt thích hợp vào cái mùa xuân và mùa thu. Mùa đông thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này khá là yếu mùi, còn mùa xuân và mùa thu thì đây là một chai nước hoa đáng để chúng ta tham khảo nếu như có ý định mua. Do vậy, với mùi hương của Dior Homer, đây là chai này của mình là bản 2019. Với đánh giá của mình, đây là một chai nước hoa cũng rất đáng để chúng ta tham khảo khi mà định mua một chai nước hoa đa dụng, nam tính. Đó, chai nước hoa đầu tiên Dior Homer. Chai nước hoa tiếp theo đó là Dior Homer 2020. Đây là cái mùi hương gây rất là nhiều tranh cãi của nhà Dior, bởi vì cuối năm 2019 thì họ đã ra mắt hai nhánh sản phẩm. Một chai thì vẫn là cái mùi hương cũ, đó là Dior Homer, và chai này đó là Dior Homer 2020 với mùi hương khác hoàn toàn, chỉ trừ cái tên là giống. Và do đó nó gây một cái tranh cãi rất là lớn, bởi vì so sánh với cái phiên bản Dior Homer huyền thoại thì Dior Homer 2020 nó thực sự mà nói thì nó khá là bước lùi lại một chút. Và chai nước hoa này nó làm mình nhớ đến bộ phim 47 Ronin, 47 lão nhân, với cái nhân vật chính đó là mặc dù anh ta là một samurai, thế nhưng khi mà mới đầu phim anh ta không bao giờ được mọi người tôn trọng, bởi vì anh ta là con lai, không phải là một người Nhật 100%, mà anh ta là con lai. Do đó là đối với các samurai khác thì anh ta luôn luôn nhận được một cái sự thiếu tôn trọng. Và nó làm mình nhớ đến chai nước hoa này, bởi vì ngoại trừ cái tên là còn giống với chai nước hoa Dior Homer rất là nổi tiếng, còn lại đây là cái mùi hương không liên quan gì cả, nhưng nó lại luôn luôn bị so sánh với Dior Homer. Cá nhân quan điểm của mình thì đây là một cái mùi hương nhẹ nhàng, mặc dù không phải là xuất sắc, thế nhưng đây cũng là một cái mùi hương tốt, nhẹ nhàng, skin scent, thích hợp dùng vào mùa hè và mùa xuân. Còn lại mùa lạnh thì không phải là một cái sự lựa chọn tối ưu. Nhưng để đánh giá một cách công bằng, có rất nhiều chai nước hoa xuất sắc hơn Dior Homer 2020. Mình đang nói là những sản phẩm không phải của nhà Dior xuất sắc hơn rất là nhiều với Dior Homer 2020. Mặc dù đây là cái mùi hương tốt, thế nhưng để đánh giá một cách công bằng thì còn rất nhiều những sản phẩm khác xuất sắc hơn. Do vậy, mình cho rằng đây không phải là một chai nước hoa ưu tiên để mua nếu như chúng ta không dư giả về mặt tài chính. Đó, Dior Homer 2020. Tiếp theo nữa, chai nước hoa gì đây? Dior Homer of for Men, lại một mùi hương của hoa diên vĩ. Đây là ngoại hình của em nó, các anh em nhìn nhé. Đó, đấy, nó đấy. Chai nước hoa này là một sự kết hợp của bưởi và hoa diên vĩ. Nó, mùi hương của chai nước hoa này không phải là thêm một cái và chúng ta ngửi thì mình nghĩ rằng là nó không quá là độc đáo, nó không quá là thu hút. Mà cá nhân mình khi mà mình dùng trực tiếp chai nước hoa này thì mình cảm thấy là cái thế mạnh của nó đó là cái độ CR, cái độ lưu mưu lại khi mà chúng ta di chuyển trong một không gian. Thì cái mùi hơi đậm và nồng cùng thêm một chút hoa diên vĩ nó lưu lại cũng khá là hay. Mình cảm thấy nó rất là khá là thú vị. Do đó cá nhân mình thì mình đánh giá mùi hương này không phải là
khen một cái xong sau đó là chúng ta ngửi thì thực sự là không có một cái gì ấn tượng quá mạnh. Thế nhưng như mình đã nói, cái độ CR của nó khá là hay. Nhưng nói đi thì nói lại, so với một sản phẩm, các sản phẩm của một nhà nước hoa khác cũng rất hay dùng hoa dền vĩ, đó là Prada. Mà đây ví dụ như Prada Lome, Prada Lome Intense, Prada Low Lome, okay. Thì Offerman này không phải là một cái mùi hương xuất sắc hơn. Bởi vì tính chất mùi hương này nó hợp với văn phòng, nó hợp với đi uống nước mà thôi. Còn các cái những cái dịp mà để chơi bời hoặc là một cái gì đó nó tạo ấn tượng thì Offerman không phải là một cái mùi hương như thế. Và nếu như để nhắc đến văn phòng, nhắc đến uống nước thì nó sẽ phải gặp một cái địch thủ rất lớn, đó là Prada. Và cá nhân mình thì mùi hương của Prada độc đáo hơn, nam tính hơn và quý ông hơn. Do đó Dior Homme Offerman không phải là một chai nước hoa cần thiết để mua. Đấy là trên quan điểm cá nhân của mình. Đó. Tiếp theo nữa, chai gì đây? Dior Homme Cologne for Men. Đây là một mùi hương cam bergamot cực kỳ là xuất sắc. Một trong những best chai nước hoa dành cho mùa hè đó. Đó là Dior Homme Cologne. Tuy nhiên, ở chai nước hoa này nó có một cái điểm yếu khá là chết người, đó là cái độ bám mùi của nó khá là kém. Đặc biệt là dùng trong điều kiện mùa hè của Việt Nam thì nếu mà xịt và đi xe máy và đi ngoài đường ấy, thì vào mùa hè của Việt Nam thì chỉ cần mình nghĩ là chỉ khoảng 4 đến 5 tiếng là bay màu mùi hương này. Thậm chí là còn có thể bay nhanh hơn nếu như vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở ngoài Bắc. Thì mình nghĩ rằng mùi hương của Dior Homme Cologne này sẽ không thể cưỡng lại được. Do đó, đây là một chai nước hoa đáng để chúng ta mua khi dùng vào mùa hè. Mặc dù vậy thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc về độ hiệu năng mùi, mà đây là chúng ta sẽ cần phải chiết ra một lọ nhỏ để sử dụng. Còn nếu không, chắc chắn là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều với cái điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Tuy nhiên, tổng quan lại, đây là một chai nước hoa đáng để mua trong line của nhà Dior Homme. Tất nhiên thì như mình đã nói, nó vẫn còn một vài hạn chế, thế nhưng đáng để chúng ta mua Dior Homme Cologne. Tiếp theo đó là Dior Homme Sport. Đây là ngoại hình của em nó. Chai nước hoa này là phiên bản của mình là 2017. Còn mình nghe nói là có người đánh giá thì là so với bản cũ nó đã bị reform mùi. Có người thì bảo nó vẫn thế. Nói chung là tùy mũi. Còn cá nhân của mình, đây là cái mùi hương kết hợp của tiêu hồng, của gừng và một vài nốt khác. Đánh giá cá nhân, quan điểm của mình về mùi hương này thì nói thế dễ nào để cho các anh em dễ hình dung nhỉ. Nếu như mà chúng ta ưa thích một phong cách bụi bặm thì chúng ta sẽ chọn một chiếc Harley, ok. Trông nhìn mặc một chiếc áo da đen và đi một chiếc Harley thì người ta nhìn vào phát là người ta sẽ biết là chúng ta một phong cách rất là bụi bặm, rất là có thể gọi là hơi phong khoáng. Nếu như chúng ta yêu thích một cái phong cách lịch sự giống như kiểu một chàng trai lịch lãm chẳng hạn, thì có thể là chúng ta sẽ chọn một chiếc xe nó ví dụ như là PS hoặc là SH chẳng hạn đấy, để làm sao mà nó hợp, một chiếc Vespa đi, để làm sao nó hợp với phong cách của chúng ta. Và Dior Homme Sport thì nó làm mình thực sự là không biết phải nên dùng nó như thế nào. Với cái mùi hương mặc dù gọi là sport thế nhưng mà mình không thấy nó có một phong cách quá là thể thao. Nếu mà dùng vào xuân hè thì như mình thực tế mình đã từng dùng, thì có một lần mình khi mà mình xịt thì có một bạn gái đã nói là cái mùi của này của anh hôm nay em ngửi thấy là nó không thơm bằng chai hôm trước anh dùng. Và cái chai đấy đó là Nautica Voyage. Đấy là nếu mà chúng ta vào dùng vào mùa hè. Còn mùa thu đông thì có quá nhiều đối thủ hơn nó, xuất sắc hơn nó, xuất sắc hơn Dior Homme Sport. Và do vậy, với cái thực tế mình đã dùng thì mình cho rằng Dior Homme Sport không phải là một chai nước hoa
quá cần thiết để cho chúng ta mua. Bởi vì nếu mà vào mùa hè ấy, thì có thể là dùng có Dior Homme Collection và rất 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 nhiều chai nước hoa mùa hè dễ dùng hơn, xuất sắc hơn. Còn mùa thu đông thì chai nước hoa này còn rất nhiều đối thủ khác. Do vậy, cá nhân mình cho rằng Dior Homme Sport không cần thiết để mua. Tiếp theo nữa đó là Dior Homme Parfum. Đây là một chai nước hoa có sự kết hợp của da thuộc của iris, một mùi hương rất rất là nam tính. Bất kỳ mà anh em nào yêu thích một cái phong cách quý ông, lịch lãm, cổ điển, mình nghĩ rằng chai nước hoa này cũng có một chút cổ điển, thì Dior Homme Parfum này là một trong những sự lựa chọn rất rất là xuất sắc. Chai này là bản 75ml và sau đó là nhà Dior đã ra mắt phiên bản 100ml. Và như mình đã nói, như mình đã từng đọc ấy, thì có người bảo là nó đã reform, còn có những người bảo thì nó vẫn thế. Nói chung là mỗi cảm nhận của mỗi người. Còn đối với mình thì mình ngửi cái bản 100ml thì mình cảm thấy là mùi hương nó nhẹ hơn, nó không còn đậm đà như phiên bản Dior Homme Parfum này nữa. Nhưng dù sao thì mình vẫn cho rằng đấy là cái mùi hương nam tính, điềm đạm. Và bất kỳ một anh em nào có một cái phong cách như thế thì Dior Homme Parfum này cũng đáng để chúng ta mua. Do vậy chai nước hoa này chúng ta nên có nếu như mà có thể. Ok. Và cuối cùng, chai nước hoa cuối cùng trong line của nhà Dior đó là Dior Homme Intense. Có thể gọi là một chai nước hoa mình rất là cưng trong cái line của nhà Dior Homme. Mới được anh em đã nhìn thấy nó gì nhỉ? Đó, thế là em nó. Đây là chai nước hoa có nét giống với Dior Homme Parfum. Thế nhưng ở cái dry down của nó thì nó có thêm cái vị phấn của hoa dinh vị. Do vậy nó tăng thêm cái độ sexy, nó tăng thêm cái độ quyến rũ. Cá nhân mình thì Dior Homme Intense luôn 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 là một chai nước hoa phải có. Mình vẫn luôn luôn rất là hâm mộ mùi hương của Dior Homme Intense. Do vậy tất nhiên thì tùy anh em, nhưng đối với mình thì chai nước hoa này chúng ta phải có đó trong line của Dior Homme. Thì vừa xong, mình vừa đánh giá nhanh các cái chai nước hoa trong line Dior Homme và đánh giá những chai nước hoa nào mà chúng ta nên có, tất nhiên là dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.